Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, 13. Đặc biệt là kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện các chương trình phát thanh truyền hình đồng hành nhằm chung tiếng nói để công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trở thành phong trào, nhiệm vụ thường xuyên. Từ đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các chương trình sẽ được phát sóng trên hệ thống truyền thông đa phương tiện của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý khán giả đón xem.